Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, một người mà chuyên bán những mẫu xe lằng nhằng và khù khoăm. Em Vũ Duy Ô Tô thì cái xe gì cũng chơi, kiểu gì cũng bán, cứ có tiền em bán hết các bác ạ. Nhưng mà nhiều lúc bán cho các bác thì gần như bằng không đồng luôn. Một mẫu xe vừa về cửa hàng đời 2007, xe nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Số tự động, xe đẹp như thế này nhưng mà giá chỉ có 135 triệu đồng ạ. Chỉ 135 triệu đồng chiếc xe này thôi nhá. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe dòng xe Mẹc thì các bác đừng bỏ qua chiếc xe này luôn. Với động cơ máy của nó chỉ là máy xăng 2.0, động cơ máy Mitsubishi Nhật Bản. Vâng, dòng động cơ rất là bền lành luôn và ăn xăng thì rơi vào tầm khoảng 8 lít trên 100 cây. Với một mẫu sedan đẹp như thế này, một mẫu sedan rộng rãi cho hàng ghế đằng sau, tiện ích rất nhiều option cho hàng ghế đằng trước. Và đặc biệt là con này có cả cửa kính trời luôn các bác nhá, xe cực kỳ đẹp luôn. Và chiếc xe thì mang biển 38A21113, có cam lùi cho các bác luôn, có màn hình, có cảm biến lùi phía đằng sau. Và đặc biệt là với cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ ngang bằng một chiếc xe SH thôi. SH thì có hai chỗ, đi dời mưa thì vẫn phải mặc áo mưa, mà đi dời nắng thì vẫn phải mang ô đội mũ, mặc áo chống nắng. Còn với chiếc xe này đã dán phim cách nhiệt, đã có điều hòa mát lạnh thì các bác đi dời đông hay dời hè cũng như vậy thôi. 4 quả lốp Michelin dày. Và nói chung là các bác cứ đi tầm vài năm không phải để ý. La răng đúc thể thao thể chắc chắn cho xe nha các bác nhá. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái giá nhỉnh 130 triệu đồng. Những bác nào mà yêu thích cái dòng xe nhập khẩu, những bác nào thích cái kiểu dáng của xe như thế này thì đừng bỏ qua chiếc xe này luôn. Đây các bác nhìn này, kiểu dáng xe rất là trau chuốt thể thao với mũi rúc như hình mũi tên và rất là đẹp. Biển số rõ ràng, chữ nghĩa không gãy vỡ. Và đặc biệt là cái dòng xe này, dòng xe giá rất là rẻ và mềm luôn. Số tự động, động cơ máy 2.0 đấy. Nên là các bác đi thì cũng rất là tiết kiệm với thời buổi xăng dầu đắt như thế này. Đi những mẫu xe hạng sang, tiền tỷ, nhưng mà mình lại bỏ ra một ít tiền thôi. Đăng kiểm của chiếc xe thì đến tháng 7 năm 2022. Và phải nói thực sự là thời tiết này quá là đẹp cho việc review một chiếc xe xịn sò con bò này. Các bác có thể nhìn là hệ thống đèn của xe, bầu đèn căng đét đẹp luôn, như mới luôn. Và đèn pha của xe thì vẫn là sử dụng đèn bóng đốt công suất cao. Còn đèn bi thì con này là sử dụng đèn halogen bi cầu nhá các bác nhá. Và đấy các bác nhìn này, bầu đèn này vuốt dọc thân đấy, sơn si đồng đều, sạch sẽ. Và nói chung là cản trước của xe đây thì cũng đã được xì tút xì tát như là mới hết rồi. Tất cả xe thì được bên em Vũ Duy Auto làm lại rồi nên các bác cứ yên tâm nhá. Về các bác chỉ có việc đi thôi. Động cơ máy xăng 2.0, mức tiêu thụ nhiên liệu tầm 8 lít trên 100 cây. Và nói chung là với mức tiêu thụ như vậy thì các bác bỏ ra cái số tiền cũng rất là ít, đi lại rất yên tâm và an toàn và tránh mưa tránh nắng. Và đặc biệt là những mẫu xe này thì các bác có thể là đi làm ăn công tác quá ok luôn. Đấy, sơn si tôn vỏ sơn sườn của xe thì đẹp và không có lỗi lầm. Lốp của xe thì 4 quả lốp Michelin, lốp này thì là sử dụng lốp 205/60R16 các bác nhá. Mà phanh đĩa thì là 4 bánh, đặc biệt là con này thì có răng chống lật. Hệ thống cảm biến tốc độ, hệ thống cảm biến cân bằng động. Nên là các bác đi những cái dòng xe này rất là đảm chắc. Một mẫu xe được thiết kế cực kỳ hiện đại. Vâng, cực kỳ hiện đại luôn. Thời đấy những mẫu Mẹc còn thua những cái mẫu xe như thế này luôn ạ. Về option đấy, cửa này đóng rất là chắc chắn luôn này. Đấy, và sơn zin của xe thì vẫn còn nguyên, độ bóng cao đấy. Sơn zin đây này các bác này. Đấy, sơn zin đây. Bản này ốc gác chuẩn chỉ, một chiếc xe nhập khẩu đây các bác. Keo chỉ thì khỏi bàn luôn. Xe thì bao cam kết cho bác là không có đâm đụng ngập nước nhá. Kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Nhưng mà con này thì em vừa mới chưa kịp đổi. Vâng, em chưa kịp đổi bình, thế nên là đâm ra là bây giờ ắc quy hơi bị yếu một chút. Thì cái này em sẽ đảm bảo cho việc là đổi bình cho các bác nhá, để các bác yên tâm. Vâng, thế còn ghế của xe đây các bác nhìn này, nội thất xe này màu kem pha kết hợp với các cái vân chỉ 5D rất là đẹp luôn. Ghế da đẹp sạch sẽ nha các bác nhá. Về các bác chỉ việc đi thôi. Con này đã được làm nội thất hết rồi và không có cái gì phải suy nghĩ luôn. Đấy, trần này rộng rãi thoáng đãng luôn này. Còn nóc này có cả cửa kính, người ta gọi cửa kính thôi chứ con này là trước cửa sổ trời. Sau đó cửa sổ trời đóng lại là bây giờ còn nằm nguyên như thế này luôn, chứ còn không có hoạt động nhá các bác nhá. Đấy, không này các bác lại bảo ô cái cửa sổ này không hoạt động, chết em ạ. Vâng, kính chỉnh điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Vô lăng 4 chấu tích hợp với túi khí an toàn. Và các bác có thể nhìn là các cái phần này thì nó hơi mòn theo thời gian một chút rồi. Vâng, đi tận đến 26 vạn thì có ít gì đâu.
Thế còn phần tay nắm cần số, phủ số của xe thì ốp vân gỗ rất là đẹp luôn nhá, bóng sáng luôn, xịn sò luôn. Một con này cấp số tự động này. Đấy, động cơ hộp số tự động 4 cấp số này. Và các bác có thể nhìn là màn hình hiển thị, cái này màn hình thì nó cũng đã cũ rồi nhưng mà vẫn dùng bình thường các bác nhá, có cam lùi cho các bác luôn. Đấy, vâng, tí nữa em sẽ đi chi tiết về những cái phần bên trong đây luôn ạ. Vâng, hiện nay là em chưa bật ắc quy vì là xe này chưa thay ắc quy. Keo chỉ đây các bác nhìn ạ. Vâng, keo chỉ đều này, chắc chắn luôn này, tapi này. Đấy. Đó, tapi ốp da này, đẹp luôn. Và đặc biệt là cái khoang nội thất ở phía đằng sau, hàng ghế thứ hai đấy ạ, rộng rãi vô cùng luôn đấy các bác nhá. Đấy, tức rất là rộng cho các bác luôn, để chân duỗi chân thoải mái luôn và không hề bị gò bó. Đấy. Có cảnh báo luôn đấy các bác này. Đấy, trần này, rộng rãi này. Và nói chung là cái dòng xe này được cái là ngồi trong xe nó rất là yên tâm và thoáng đãng, rộng rãi, không nóng bức. Và con này thì đặc biệt là nó có loa Pioneer nhá các bác nhá. Dòng loa rất là cao cấp, thương hiệu đến từ Mỹ. Và đây, lốp này là các bác ơi, lốp dày, lốp 25-60 vành 16 ạ. Và đây là bánh sau thì cũng có phanh đĩa luôn. Cua lốp thì không bục một tí nào luôn này. Đấy. Vâng, những bác nào mà quen nhìn xe đẹp rồi thì các bác cứ nhìn cái này thì các bác biết. Đương nhiên là đời 2007 đến bây giờ thì nó không thể là bảo đẹp như những cái chiếc xe mà được 2010 mấy được. Nhưng mà phải nói là con này nếu mà tính ra thì có thể gọi là đẹp như là 2012 cũng được. Một chiếc xe được độ lên mạc S350. Đấy. Đấy. Đèn sau đây, các bác nhìn này, đèn hậu sau này. Đấy, bầu đèn này vẫn còn đẹp, bóng căng, sáng và nó hơi mờ mờ một chút thôi. Vâng, hơi mờ một chút. Và con này trước chủ là ở hội Autofun. Đấy, bác ấy cũng có tem tiếc đầy đủ luôn. Một chiếc xe nhập khẩu được độ tem mạc S với cảm biến lùi phía đằng sau đây các bác ơi. Đấy, cảm biến lùi đằng sau này. Đấy, đồng sơn sạch sẽ, xe cứng cáp nha các bác nhá. Vâng, kính thì kính zin rồi. Một chiếc xe đời 2007. Và cốp trong thì ở đây khuyến mại cho các bác những cái tấm để che nắng cho xe. Đấy, còn cốp sàn phải nói con này rất là rộng luôn, để đủ tẹt cho các bác luôn. Đấy, lốp sơ cua này cũng là răng đúc đa chấu luôn nhá. Và xe thì không có đâm đụng rồi, các bác cứ nhìn như này là các bác biết rồi. Đấy, không hề đâm đụng luôn. Keo chỉ tapi này. Đấy, keo chỉ đây. Nhìn rất là mượt luôn các bác nhá. Đấy. Với cái tầm tiền vừa phải, đây cũng là một mẫu xe ứng cử viên sáng giá với phân khúc hạng sang nhưng mà lại giá thì lại giá rẻ. Vâng, 2007 nhưng mà lại giá thì bây giờ rẻ giật mình luôn, chỉ có hơn 130 triệu đồng thôi. Các bác đã sở hữu rồi, lại có khóa khiển điện luôn này. Đấy, hơn 130 triệu đồng chiếc xe thôi. Ô chết rồi, em vừa mới bấm nhầm một cái là nó đóng khóa luôn. Đấy, khóa điện đấy, rất là xịn sò luôn nhá. Đấy, khóa điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, và nội thất thì rộng rãi rồi. Dòng này thì các bác cứ đi xả xã cũng được, vì động cơ máy của nó là 2.0. Máy thì máy Mitsu, thế nên là đâm ra là dòng này rất là bền lành. Máy Nhật thì bền thì các bác biết rồi. Vâng, một dòng xe rất là chất lượng luôn, với động cơ máy Mitsubishi. Đấy, xe thì cứng cáp vô cùng, và đăng kiểm thì đến tháng sau mới hết. Một chiếc xe đẹp, một mẫu sedan rất là luột là luôn, mang màu xám bạc đạn, cực kỳ đẹp, với giá tiền thì vô cùng tuyệt vời, hơn 130 triệu đồng chiếc xe rồi ạ. Vâng, và những bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe Mac thì cũng yêu những cái dòng xe như này, kiểu dáng thể thao, trẻ trung, phân khúc thì cũng vừa phải và giá tiền thì quá là rẻ rồi. Với cái tầm tiền như thế này thì các bác mua một chiếc Mac thì các bác có thể rơi vào tầm khoảng hơn 200. Đời 2007 ạ. Vâng, nhưng mà bây giờ ở bên Vũ Duy Auto với cái giá chỉ có 135 triệu đồng ạ. Thì các bác cũng đã sở hữu ngay được một mẫu xe đẳng cấp thời thượng hạng sang rồi. Mẫu xe này thì nói chung là chất thì khỏi bàn luôn. Chìa khóa cắm nhá, còn này thì có cái là không đầy nổ start stop thôi. Các bác nhìn ạ, bàn đạp chân phanh chân ga của nó vẫn còn đẹp này. Đấy. Xe đi tầm bậy thôi nhưng mà chất thì khỏi bàn. Đây thế nào? Con này là bị ắc quy bị yếu thì cái này thì em đã báo rồi. Nhưng mà các bác yên tâm đi, ắc quy yếu ấy, em về em thay bình cho các bác thôi. Các bác yên tâm ạ. Vâng. Mua về nó vậy đấy, chưa kịp thay bình. Cái này thì đơn giản thôi. Bên em có những dụng cụ hành nghề để đảm bảo việc kích bình. Thế nhưng mà đây thì tí nữa em về xong review em sẽ đi kích bình lên cho chiếc xe này. Đấy, máy lên ngay các bác.
riêng gặp em cái gì cũng có. Vâng, vòng tua xe thì thấp nha các bác nha. Và kính điện này à, đang khóa kính này. Đấy, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, và bên này cũng thế này. Đấy, ái chà. Còn này tí em sẽ kiểm tra cái kính bên kia nữa là xong. Vâng. Đấy, thế còn hệ thống khoang động cơ của chiếc xe thì các bác có thể nhìn đấy ạ. Vâng. Đây, trước mắt các bác đang là khoang động cơ của chiếc xe Mitsubishi. Con này sử dụng động cơ Mitsubishi các bác nhá. Một chiếc xe nhập sử dụng động cơ Mitsubishi 16 van. À, máy Mitsu 2.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 8 lít trên 100 cây. Động cơ máy thì rất là bền lành luôn. Đấy, có ABS đầy đủ rồi. ABS đây, dạng chống lật này các bác ạ. Dạng chống lật cho xe này. Và đặc biệt là ắc quy Vata. Cái này thì em sẽ phải thay cho các bác rồi, vì là ắc quy hơi bị yếu một chút. Đấy, thế còn tai đèn đây, đầu dạng thì khỏi phải chê luôn. Xe thì cứng và không có đâm đụng tai nạn ngập nước các bác nhá. Nếu bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm luôn. Một mẫu xe đẹp, đấy, cứng cáp, đấy, giá tiền thì vô cùng yêu thương và tuyệt vời. Đang có mặt tại em Vũ Duy Auto. Cũng cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Auto. Em vừa nhìn thấy cái còi thấy hay hay, chưa biết được kiểu gì. Còi to phết các bạn. Vâng. Phải nói là còi quá to luôn. Đấy. Thử coi, đấy, âm quài này. Quài rất là to nhé các bác nhá. Cho các bác yên tâm đi. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá chỉ có 135 triệu đồng thôi ạ. Vâng, bao vận chuyển cho các bác toàn quốc luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe ngon lành bổ rẻ và những mẫu xe làng nhàng khu quặm thì các bác cứ qua kênh của em Uzi Auto xem xe và thẩm nghiệm nhá. Vâng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Con này nói chung là độ chất thì khỏi bàn luôn. Máy rất là ngon, côn số ngọt, gầm chắc. Và đặc biệt là cái dòng này thì chạy rất là sướng luôn ạ. Vâng, xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.